Xin chào, và tôi Nguyễn Tùng Sơn quay trở lại các bạn đây. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về quy trình các bước để mình làm Clickbank và từ A đến Z để các bạn có thể hình dung ra được rõ. Khi mà câu hỏi là anh Sơn này, thì bây giờ làm Clickbank thì làm như thế nào, làm nó làm sao và các bước làm là những gì? Và có nhiều người hỏi Sơn rằng là Sơn ơi, thì bây giờ mình vẫn chưa hình dung được là làm Clickbank là làm như thế nào, là làm cái gì cả. Thì bây giờ là Sơn sẽ làm được một cái video này để cho các bạn nhìn thấy được quy trình tất cả các bước để mình có thể làm được Clickbank từ A đến Z để chúng ta có thể bắt đầu. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Thì để chúng ta bắt đầu và kiếm tiền ở trên Clickbank thì chúng ta cần có 5 bước. Cần có mấy bước các bạn? 5 bước đúng không nào? Thì cái bước đầu tiên đó là chúng ta cần phải tạo ra một cái tài khoản Clickbank. Đấy, thì bây giờ là ai chưa có tài khoản Clickbank thì mình hãy coi những video trước đây của Sơn. Sơn có làm được một cái video là hướng dẫn tạo ra tài khoản Clickbank mới nhất trong năm 2019 đó, để các bạn có thể làm được nó và 100% là các bạn có thể tạo được thành công đó. Bước số 2 đó là chúng ta hãy lựa chọn một cái ngách thị trường đó, viết tắt đó là niche size, mà cái ngách thị trường này mà mình cũng đam mê, mình cũng thích nữa. Thì trên Clickbank đó, nó là một cái chợ, và trên cái chợ này thì nó có rất là nhiều cái sản phẩm để chúng ta có thể quảng bá được. Đó, và ví dụ là ngách về giảm cân này, fitness, ngách về thị trường về giúp nấu ăn, hay là đánh golf, hẹn hò, hôn nhân, đó, rất là nhiều ngách khác nhau. Ví dụ là luật hấp dẫn này, đó, đây là một ngách là ngách rất thú vị, hoặc là ngách về hướng dẫn kiếm tiền, hay là ngách internet marketing business, hay là ngách về self-help phát triển bản thân. Thì ở trên Clickbank này nó giống như một cái chợ, và nó có rất nhiều sản phẩm trên này, rất là đa dạng và phong phú. Thì ngoài ra nó còn nhiều cái sản phẩm khác nhau nữa. Đó, thì bây giờ chúng ta hãy lựa chọn cho mình một cái ngách thị trường ở đây. Thì giả sử đây, thì bây giờ Sơn sẽ vào cho các bạn nhìn thấy nhá. Đây là cái tài khoản là SonPiaz này mà Sơn mới tạo. Đó, hiện tại nó chưa có sale, và Sơn sẽ tạo ra được một cái hành trình. Đó, các bạn hãy đón xem cái hành trình này. Đây là hành trình hướng dẫn cho các bạn đi từ con số 0 tròn chính để làm sao đó mình được kiếm được 500 đô một ngày từ trên Clickbank. Đây là cái tài khoản mới hoàn toàn 100% của Sơn nha. Các bạn nhìn này, hiện tại là chưa có sale. Đó, mình vào cái phần report này này, chưa có sale, chưa có một đơn hàng nào ở trong này hết. Đó, và mình muốn đó là làm sao đó khi mình tạo ra để cho các bạn nó có thể nhìn thấy được rõ là cái cách mà Sơn làm thế nào. Đó, Sơn làm nó làm sao để có thể là kiếm được tiền từ Clickbank. Đó, vậy thì bây giờ trong năm 2019 này thì mình còn thể kiếm tiền được Clickbank được không? Ok, thì cái tài khoản này sẽ là giúp để kiểm nghiệm để cho các bạn nhìn thấy được xem Clickbank có kiếm được tiền hay không, và Sơn sẽ cùng đồng hành với các bạn từ con số 0 đó để hướng dẫn cho các bạn từng bước từng bước từng bước một để mình có thể kiếm được tiền trên Clickbank thành công. Rồi sau đó thì quay lại cái việc là bây giờ chúng ta lựa chọn cái ngách thị trường đúng không nào. Thì bây giờ các bạn hãy vào trong cái phần là phần marketplace đó, phần marketplace đó, thì các bạn nhìn thấy ở trong này nó có rất là nhiều cái thị trường ngách khác nhau, thị trường ngách khác nhau. Và Sơn đề xuất đó, thì một vài cái thị trường ngách mà chúng ta có thể kinh doanh được mà nó dễ thành công và nó cũng dễ bán. Ví dụ là về cái sản phẩm về business đó, hoặc là sản phẩm về cooking, nấu ăn đó các bạn, hay là sản phẩm liên quan về health and fitness đấy đó, và sản phẩm về self-help. Thì đây là những cái sản phẩm mà nó rất là dễ để có thể kinh doanh được đó. Thì ví dụ nhá, trong thời gian tới thì Sơn sẽ thử kiểm nghiệm cho các bạn một cái ngách đó là về cooking đấy, và Sơn đang thử quan tâm thử xem đây là một cái thị trường mới hoàn toàn, và Sơn chưa có kinh nghiệm để bán cái sản phẩm này trước đó. Đó, mình chưa bao giờ mình bán sản phẩm về cooking này. Đó, mình sẽ làm thử xem với các bạn là đối với cái thị trường ngách mà bây giờ Sơn cũng chưa hiểu biết về nó, chưa biết về nấu ăn, thì mình có làm được với nó thành công hay không. Rồi thì giả sử đi, bây giờ là mình đã lựa chọn được cái sản phẩm ngách của mình rồi đó, ngách của Sơn lựa chọn đó là về nấu ăn rồi. Thì bây giờ Sơn sẽ đi tới cái bước số 3, đó là Sơn sẽ chọn một cái sản phẩm kinh doanh, và sau đó thì mình lấy cái đường link của họ để mình quảng bá đó. Và khi mà mình quảng bá cái đường link đó thì mình sẽ được chia cái hoa hồng khi mà mình bán được cái sản phẩm đó ở trên Clickbank. Ví dụ là người ta sẽ trả cho mình khoảng từ 70 cho tới 100% cái giá trị trên cái sản phẩm của Clickbank đó. Cái lợi nhuận rất là cao các bạn, cái hoa hồng rất là cao mà nó chi trả cho mình. Thì khi mà các bạn đã lựa chọn sản phẩm để kinh doanh thì có một vài những cái tiêu chí ở đây như sau đó, để Sơn sẽ mở ra cái màn hình để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta nhìn thấy được nhá. Có một vài cái tiêu chí ở đây như sau đó, các bạn hãy lựa chọn những cái sản phẩm nào đó mà nó có điểm cái điểm gravity đó, điểm gravity là từ 50 điểm trở lên, từ 30 điểm trở lên, điểm gravity từ 30 điểm trở lên. Thì bên này nó có một cái bộ lọc, nó có một cái bộ lọc ở đây rồi đó. Thì các bạn chỉ cần là dựa theo cái bộ lọc này thôi để chúng ta có thể lựa chọn nó. Ví dụ nhá, cái điểm gravity đây nó là cái điểm mà trong một khoảng thời gian nhất định đó, thì có bao nhiêu những cái nhà đại lý, những nhà làm affiliate họ đã bán được cái sản phẩm này rồi.
thì nếu như bây giờ mình lựa chọn cái điểm gravity nó quá thấp á, thì chắc chắn rằng cái việc đó là để chúng ta bán được cái sản phẩm đó cực kỳ khó. Nó có thể là cái self-page của họ không đẹp, hoặc là cái sản phẩm của họ không tốt, hay là những cái chính sách đằng sau của họ họ không có tiếp thị tiếp để giúp chúng ta bán cái sản phẩm đấy. Nên mình phải lựa chọn cái điểm gravity là thực sự cao. Đó, thì bây giờ chúng ta đã thay đổi cái bộ lọc này. Khi mà chúng ta thay đổi cái bộ lọc đi thì nó sẽ chỉ còn nó lựa lại những cái sản phẩm nào có điểm gravity cao thôi. Tiếp theo đây này, ở phần mình lọc chỗ này thì Sơn sẽ lựa chọn là cái điểm gravity cao thì sẽ được xếp lên hàng đầu. Rồi, ok. Sau đó thì cái bước tiếp theo này, trong cái phần lựa chọn để mình sản phẩm á, lựa chọn sản phẩm á, thì bây giờ cái điểm gravity cao là đầu tiên. Đó. Và Sơn đã từng có cái thất bại lớn trong cái bài học này. Đó là trước đây mình không có biết rằng à, mình cần phải lựa chọn cái sản phẩm có điểm gravity cao. Đó, và mình chỉ thấy là cái sao quét này nó rất là đẹp, cái trang bán hàng này nó đẹp quá, không, và mình rất là thích cái ngành hàng này. Đó, nhưng mình không biết rằng cái điểm gravity cao nó lại quyết định rằng cái sản phẩm này có bán được trên thị trường hay không. Thì mình quảng bá cái đường link của họ, không, và đâu đó cả 1.000 cái lượt click vào cái đường link rồi, nhưng mình vẫn không bán được một sale nào hết. Và sau đó thì mình cảm thấy rất hoang mang, và thế mình phát hiện ra chết rồi, mình mới làm sai một cái, đó là mình lựa chọn cái điểm gravity nó chỉ có khoảng dưới 20 thôi. Đó, và dưới 20 thì mình bán mãi không được. Cái trang bán hàng đó nó có tỷ lệ chuyển đổi quá thấp. Đó, ok. Đó, các bạn hãy chú ý điểm này. Rồi tiếp theo này, mình hãy lựa chọn cái sản phẩm nào nó có cái chế độ là affiliate tool pay. Có nghĩa là nó phải có cái phần đó là hỗ trợ bán cho người dùng. Thì đây là Sơn sẽ kéo xuống dưới nhé, đây mở hết hoàn toàn ra để các bạn hãy dễ nhìn dung này, mình kéo xuống dưới này. Đó, mình lựa chọn một cái phần đó là must have affiliate tool pay, có nghĩa là nó sẽ có cái phần hỗ trợ cho cái người tiếp thị bán hàng đó, cái trang đằng sau đó nó sẽ hỗ trợ gì cho mình đằng sau đó, cái này rất quan trọng đó. Thì bây giờ là các bạn hãy điền vào cái đó rồi đúng không nào. Rồi thì giả sử đây, khi mà Sơn lọc qua rồi, thông qua hai tiêu chí vừa rồi đấy, thì bây giờ thông qua hai tiêu chí vừa rồi thì mình đã có được một cái đầu tiên, đó là keto resort, nó đứng lên hàng đầu luôn, và cái điểm gravity của họ là 211.85. Có nghĩa là trong khoảng một thời gian vừa rồi thì có 211 nhà phân phối, những cái người làm affiliate marketing giống như chúng ta đó, họ đã bán cái sản phẩm này rồi. Rồi, thì bây giờ mình lựa chọn sản phẩm này thử xem. Đây là 28 ngày keto challenge, thử thách, đại loại đây là một cái thử thách về ăn theo cái dạng thực đơn về keto. Nếu như bạn không có hiểu được nó về là cái gì á, bằng tiếng Anh đúng không, thì thực sự bản thân Sơn cũng không có giỏi về tiếng Anh đâu các bạn. Đó, thì cái điều nhanh nhất là mình bấm vào phần dịch cái trang này ra, bấm phần dịch cái trang này xong mình đọc cái sales page của họ, xem họ bán cái sản phẩm gì, họ đang nói cái gì ở trong này, cái lợi ích sản phẩm là gì, về cái điểm khác biệt trong cái sản phẩm này, hoặc là cái giá sản phẩm này là bao nhiêu. Đó, thì mình đã đọc hết trong cái phần này để mình hiểu về cái sản phẩm mà mình sẽ kinh doanh. Sản phẩm của Sơn đang bán là nó có giá là $37 nha các bạn. Đó, $37. Rồi, ok. Thì giả sử đi, mình lựa chọn cái sản phẩm là sản phẩm về keto resort. Đây là cái sản phẩm mà Sơn sẽ lựa chọn để mình quảng bá. Đó, giả sử như vậy. Rồi, thì bây giờ mình lại quay lại cái ở đây. Đó, giả sử cái sản phẩm mà Sơn sẽ lựa chọn để mình quảng bá đó là sản phẩm keto resort đây. Đây là cái sản phẩm mà Sơn sẽ quảng bá. Đó, đây là cái ngách á, mà Sơn sẽ lựa chọn đó. Là Sơn sẽ làm kinh doanh đó về keto, sản phẩm về ngách về nấu ăn, sản phẩm là keto. Và ở đây mình sẽ xem rằng là cái trang SonPiaz này của nhà cung cấp nó có thu hút và hấp dẫn hay không. Thì về đánh giá cơ bản sơ qua thì mình thấy cái trang này nó cũng dễ nhìn, cũng bắt mắt, đó, giao diện cũng đẹp không, và nó cũng có cái cảm nhận từ khách hàng, đó, cảm nhận từ khách hàng. Và cái thử thách này thì cái sản phẩm này đang bán được rất là nhiều người mua. Đó, và bên cạnh đó nó có 60 ngày hoàn tiền. Đó, và đây là cái cam kết rất mạnh của nhà cung cấp. Đó, rất là tuyệt vời đúng không nào. Thì giả sử đi mình thấy rằng cái sales này ok, sales này của nhà cung cấp rất là thu hút và hấp dẫn. Rồi, nó đạt được cái tiêu chí của mình đặt ra. Đó, và nếu như tốt hơn nữa thì cái trang sales của mình vừa có video mà vừa có một cái phiên bản là vừa chữ vừa hình ảnh thì tuyệt vời hơn nữa. Nhưng nếu như bây giờ cái trang của mình nó chưa có thì ok, tới thời điểm hiện tại mình đánh giá là nó khá là ok rồi. Rồi, thì bây giờ đây là cái bước 1 này, bước 2 này, bước 3 này. Mình đã lựa chọn ra sản phẩm rồi. Thì bây giờ là tiếp theo là đây là mình phải lấy cái hop link của nó. Rồi, thế lấy hop link là như thế nào đây? Tức là khi mà chúng ta lấy cái hop link của họ đó, thì cái hop link này nó sẽ là cái mã affiliate riêng của mình. Đó là cái mã affiliate riêng của mình. Thì khi mình tạo cái mã đó ra, thì khi này mình đưa cái đường link nó quảng bá đi, thì mình mới ra được sale nha các bạn. Ví dụ nhá, bây giờ Sơn sẽ bấm vào phần promote đây.
Sau đó thì Sơn sẽ lựa chọn để mình sẽ tạo ra một cái mã hop link. Đó, mình bấm vào phần create hop link. Cái phần tracking ID này á, thì mình cũng không cần quan tâm đâu, bởi vì nó có thể điền vào hoặc không điền vào cũng không bắt buộc. Đó, thì cái phần tracking này để mục đích là chúng ta sẽ biết rằng là cái đơn hàng đó nó sẽ đến từ đâu. Ví dụ sau này các bạn sử dụng rất là nhiều nguồn traffic khác nhau, mình vừa dùng chạy quảng cáo, vừa dùng miễn phí, thì chúng ta sẽ lựa chọn để chúng ta biết được cái này từ đâu. Rồi sau đó thì Sơn sẽ tạo cái đường link này. À, và đây là cái đường link độc nhất vô nhị và chỉ có mình có thôi. Ví dụ giả sử Sơn copy nó đi và sau đó Sơn dán nó vào đây, dán nó thì nó sẽ ra một cái đường link. À, thì cái đường link này á, nó chính là cái đường link affiliate của Sơn đây. Đó, nó có từ SonPiaz đây và nó nhận diện được à, khi mà người ta mua sản phẩm qua cái đường link này thì mình sẽ được tiền hoa hồng. Ok, các bạn hiểu chưa nào? Và cái cách làm sao để chúng ta có thể kiểm chứng được, ví dụ như bây giờ nhá, chúng ta phải bấm vào phần reporting này, đây này, phần reporting, và sau đó chúng ta mới biết được rằng à, vừa nãy này, vừa nãy Sơn kiểm tra nha, Sơn bấm một cái đường link thì ngay lập tức ở đây nó xuất hiện là một cái hop count. Hop count đó là bộ đếm. Cái bộ đếm đây là nó biết được rằng à, vừa có một người đã bấm một cái đường link này. Đấy, thì các bạn đã, trước khi mà các bạn đi phân phối sản phẩm á, thì các bạn nó cần nó phải là mình phải test trước nha. Mình phải test trước xem là cái đường link đó nó có đúng hay chưa. Đó, thì mình bằng cách là mình phải bấm vào cái đường link đó. Đó, nếu mà nó ra được cái đường link đầu tiên, nó có đường link của mình rồi. Và thứ hai đằng trên cái bộ đếm á, là nó tính là à, có một lượt click mới, thì cái này là khi mà chúng ta đi quảng bá thì nó mới được nha. Ok chưa nào? Rồi. Sau đó qua bước số 4, đó là chúng ta cần phải tạo được một cái traffic để mình quảng bá cái sản phẩm đấy. Thì Sơn sẽ giới thiệu cho các bạn có hai cái nguồn truy cập traffic. Cái nguồn đầu tiên đó là free traffic. Thì chắc hẳn các bạn cũng biết free traffic là gì rồi. Tức là chúng ta sẽ không cần phải tốn tiền để quảng cáo và chúng ta vẫn có được cái lưu lượng truy cập vào cái đường link của mình. Vẫn có khách hàng người ta vào đường link của mình. Giả sử đi, có 100 người bấm vào đường link của mình thì sẽ có một người mua chẳng hạn. Thì có phải là chúng ta đang sử dụng free traffic và chúng ta vẫn có được là 37 đô đúng không nào? Đó, các bạn hình dung được chưa? Đó. Thì bây giờ này, một vài cái nguồn free traffic ở đây mà Sơn làm và mình thấy hiệu quả. Đó, cái đầu tiên đó là mình sử dụng Facebook group. Đó, mình tham gia vào một vài những cái group khác nhau. Sau đó thì mình xin tham gia vào group này và mình đăng bài vào ở đây. Và những cái video sau này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái chiến lược để mình sử dụng Facebook group là gì. Đó, sử dụng free traffic như thế nào và mình có thể kéo được khoảng 50 data mỗi một ngày vào cái đường link của mình, đường link quảng bá của mình ở trên Facebook group, rất hiệu quả các bạn. Hay là tiếp theo là mình có thể sử dụng là chatbot. Đó, cái chatbot mà Sơn hiện tại đang làm đó là ManyChat được không nào? ManyChat đó, nó rất hiệu quả. Ví dụ giả sử đi, bây giờ mình kéo người từ Facebook group về cái ManyChat của mình. Đó, sau đó thì từ cái chatbot này mình đưa về cái đường link tiếp thị liên kết để mình bán sản phẩm chẳng hạn. Đấy. Hoặc là mình có thể sử dụng YouTube. Đó, bên cạnh đó mình có thể sử dụng Pinterest, đó, Instagram. Đó, đây là đều là những cái free traffic cực kỳ hiệu quả nha. Đó, và bạn có thể kiểm chứng nó. Thì góc độ là Sơn đã làm tất cả những cái traffic này rồi và không có loại trừ bất kỳ traffic nào hết. Đó, nên trong những video sau này thì các bạn hãy theo dõi để Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái traffic này. Và đặc điểm của free traffic á, thì chúng ta không có tốn phí để bắt đầu ban đầu. Đó, dường như tất cả là cái công sức của chúng ta và thời gian chúng ta đầu tư và bỏ ra thôi. Đó, và vẫn tạo được cái nguồn thu nhập thụ động. Đó, và cái việc là xây dựng free traffic đây nó là một việc làm lâu dài. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã có hệ thống rồi thì nó là một điều rất tuyệt vời các bạn. Các bạn sẽ có được những cái khách hàng đều đặn và họ sẽ tạo ra tự nhiên. Ví dụ như bây giờ các bạn có được một kênh YouTube là 10.000 lượt đăng ký chẳng hạn, thì cái khách hàng đó người ta cứ vào người ta xem video và người ta bấm vào đường link của mình thì đây là một cái rất là tuyệt vời. Đó. Rồi tiếp theo đó là paid traffic. Paid traffic thì một vài kênh mà có thể các bạn làm ok đó là về Facebook Ads hoặc là về Bing. Đó, thì Sơn cũng có một cái video hướng dẫn các bạn làm sao kiếm được 1.000 đô từ Bing mà mình không cần phải tốn phí. Đó, thì các bạn có thể là tìm cái video này ở trên cái kênh YouTube SonPiaz nha. Sơn có làm một cái video rất là kỹ càng để hướng dẫn cho các bạn rồi đó. Đó, và bên cạnh đó thì mình có thể sử dụng Facebook Ads này. Đó, thì tùy thôi. Đó, nên ở đây hỏi rằng là cái kênh nào hiệu quả nhất. Thì đối với Sơn rằng là khi mà bạn lựa chọn được một cái kênh nào đó rồi thì bạn hãy đi tới cùng với kênh đó. Và đừng có thấy là à, cái người kia người ta làm kênh đó người ta thấy hiệu quả, sau đó thì mình lại nhảy qua kênh đó, hay là ngày mốt mình thấy một người khác họ bắt bảo mình làm một kênh khác thì mình lại nhảy qua một kênh khác. Nên ví dụ như bây giờ các bạn lựa chọn cái kênh nào rồi thì mình sẽ kiên quyết, mình kiên định với cái kênh đó để làm nó khi nào thành công mà thôi. Đó, thì trong cái video tiếp theo á, thì Sơn sẽ làm ra được một cái hành trình để làm sao đó có thể kiếm được 500 đô một ngày
từ cái con số 0 tròn chính. Đây là cái tài khoản Sơn PS của Sơn, và Sơn cũng mới tạo cái tài khoản này ra thôi, được chưa? Và Sơn sẽ đưa cái tài khoản này, và nó làm sao đạt được cái mốc là 500 đô một ngày khi mình kiếm tiền trên Clickbank. Và bên cạnh đó thì Sơn cũng sẽ cùng đồng hành với các bạn. Nào, các bạn có muốn là Sơn cùng đồng hành với các bạn đâu? Quan trọng nhất á, là Sơn sẽ cùng đồng hành với các bạn nó từ cái bước á, là mình nó sẽ chọn cái ngách thị trường, mình phân tích cái ngách, hay là mình lựa chọn được cái sản phẩm để mình quảng bá. Và ở đây là mình sẽ đưa ra được những cái chiến lược, à mình sẽ lựa chọn cái traffic nào, mình sẽ quảng bá sản phẩm nó ra làm sao, đúng không? Để mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và cái đây là cái hành trình và nó dài hạn, nó không phải là 2 ngày 5 ngày để mình ra được kết quả đâu các bạn. Có thể nó là 20 ngày, có thể nó là 50 ngày, có thể nó là 3 tháng, không? Và cái hành trình này nó sẽ rất là xuyên suốt đó, để làm sao đó cứ mỗi một tuần trôi qua đi, Sơn sẽ tổng kết nó lại. À, trong tuần vừa rồi thì mình đã làm được điều gì thành công, cái điều gì mà mình cảm thấy mình chưa thành công đó, và mình sẽ tổng kết lại hết để chia sẻ cho các bạn. Hay là mình sẽ sử dụng cái phi traffic nào, cái paid traffic nào, không? Và nó đem về lợi nhuận cho chúng ta bao nhiêu tiền. Nào, các bạn có quan tâm điều này không? Thì trong những cái video tiếp theo thì Sơn sẽ làm ra cái hành trình này, và hãy nhớ đồng hành cùng với Sơn, và Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn để làm sao các bạn có thể kiếm tiền được trên Clickbank hoàn toàn thành công được đó. Và cái paid traffic ở đây thì các bạn cũng có thể là sử dụng người nổi tiếng này để mình thuê, ví dụ là đó là gọi là influencer, là những cái người có sức ảnh hưởng, họ có những cái trang rất là lớn, có thể lên tới hàng trăm nghìn lượt theo dõi rồi, họ post một bài viết lên là họ sẽ đem về chúng ta rất là nhiều khách hàng. Hoặc là mình có thể sử dụng là landing page và email marketing, thì đây là những cái nâng cao rồi đó. Và nếu như các bạn biết về những nâng cao này thì các bạn khuyên là các bạn nên làm để các bạn nó sẽ thu được cái danh sách khách hàng. Còn nếu như không thì chúng ta hãy cứ sử dụng những cái phía trên này, được chưa nào? Ok, rồi tiếp theo là bước cuối cùng, bước số 5, đó là mình nhận tiền. Thì trên Clickbank nó trả tiền cho chúng ta là 2 lần mỗi tháng, và cái điều kiện để nhận tiền đầu tiên á, cái sale đầu tiên đó là chúng ta cần phải có 5 sale để mình lấy được tiền trên Clickbank, thì nó cũng đơn giản thôi các bạn. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ đi lại từng bước một nhá, để mình cũng chúng ta có thể hình dung được cái các bước và các quy trình để kiếm tiền trên Clickbank là gì. Đầu tiên này, các bạn cần phải có một cái tài khoản Clickbank. Bạn nào chưa có, nhớ là mình hãy xem cái video của Sơn, Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn rồi đó. Số 2, đó mình lựa chọn cái ngách thị trường mà bạn đam mê, trong đó có rất là nhiều ngách khác nhau thì mình lựa chọn được một cái ngách. Rồi số 3, đó là mình hãy chọn ra một cái sản phẩm kinh doanh và mình lấy cái hốp link của họ đó. Và mình có thể nhớ là mình lưu cái hốp link ở đâu đó đó. Thì có một vài cái tiêu chí ở đây Sơn đã đưa các bạn rồi. Rồi số 4, đó là mình tạo ra cái traffic đó để mình quảng bá, thì có free traffic và paid traffic. Và số 5, đó là nhận tiền 2 lần mỗi tháng đó. Thì đây là cái quy trình cơ bản nhất để các bạn có thể kiếm được tiền trên Clickbank từ A đến Z. Và bên cạnh đó thì Sơn cũng có một cái bộ video Sơn nó quay sẵn rồi đó, thì Sơn nó để lại phía bên dưới đường link mô tả của video mà Sơn đang quay ở đây. Thì nếu như bạn quan tâm thì để lại cái thông tin là email, thì Sơn sẽ gửi lại email cho các bạn. Và bên cạnh đó thì Sơn có video mới thì Sơn cũng sẽ gửi vào cái email đó cho các bạn để các bạn có thể nhận được nó nha. Và Sơn tin chắc rằng cái cuộc hành trình này nó sẽ rất là nhiều thú vị, và Sơn sẽ tạo ra được cái kết quả trên Clickbank. Và bên cạnh đó thì Sơn cũng sẽ giúp được cho những người mà đồng hành với Sơn cái hành trình này để chúng ta có thể tạo được cái kết quả lớn. Và nếu như bạn vẫn còn coi video tới cái phút này thì bạn hãy comment là tôi sẽ đồng hành với cả Sơn trong hành trình 500 đô một ngày đó. Các bạn hãy comment phía bên dưới nha, tôi đồng hành cùng với Sơn hành trình 500 đô một ngày đó. Và cái quy trình này thì nó cũng rất là chi tiết rồi đó. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy để lại comment ở phía bên dưới đường cái video này, và đừng quên bấm một nút like video để ủng hộ tôi. Trong thời gian tới tôi sẽ quay thêm nhiều video hơn nữa. Bên cạnh đó thì cũng bấm một nút đăng ký subscribe để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nha. Có nhiều người bạn cũng có hỏi Sơn rằng là Sơn ơi, thì có nên nó tạo ra một group để chia sẻ hay không? Thì Sơn cũng đang cân nhắc, có thể Sơn sẽ tạo ra một cái group để cho các bạn tham gia vào. Các bạn có thể đặt câu hỏi đó và các bạn có thể chia sẻ những cái bước, cái cách làm ở trong cái group. Thì Sơn cũng đang cân nhắc nha, bởi vì mình cũng chưa có quá nhiều thời gian để mình hỗ trợ được trong group đâu. Đó, rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại bạn trong những cái hành trình sắp tới. Hãy nhớ comment phía bên dưới là đồng hành cùng với cả Sơn trong hành trình 500 đô một ngày. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi nha. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp lại.